Xin chào tất cả các bố mẹ cũng như là tất cả các con ở trong nhóm của chúng ta nhé. Thì với những cái buổi học của cái khóa học ở trong cái nhóm trong nhóm của chúng ta ấy, thì đa phần là cô sẽ chỉ tập trung chủ yếu ở việc là cô chia sẻ với các bố mẹ cũng như là tất cả các con một số những cái điều mà cô nhận thấy và một số những điều mà cô đã rút ra được từ trong cái quá trình dạy bé nhà cô hay là việc cô dạy các bạn nhỏ. Thì cô muốn đúc rút ra một số những cái kinh nghiệm cũng như là một số những cái phần hữu ích cho các con, để đặc biệt là với các bạn độ tuổi trong độ tuổi mầm non, để giúp các bố mẹ có thể một gọi là một cách để các bố mẹ cũng là đấy lấy đấy là một phần bài học, một số kinh nghiệm để các bố mẹ có thể vận dụng vào việc giáo dục với những bé nhà mình nhé. Thì với cái phần bài học đầu tiên ngày hôm nay thì cô muốn chia sẻ với tất cả các bố mẹ về những tác hại mà bố mẹ chưa biết được khi mà các bạn nhỏ nhà mình xem YouTube quá nhiều. Rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu vào cái phần này đầu tiên. Cái việc mà xem YouTube thì chắc hẳn là bố mẹ gần như là bất cứ một gia đình nào, từ trẻ nhỏ đến người lớn, chúng ta đều sử dụng cái phần YouTube để chúng ta có thể giải trí hay là về phần học tập, đúng không ạ? Về cả phần học tập nữa. Nhưng mà không phải ai cũng biết những cái tác hại với việc là trẻ xem YouTube quá nhiều. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ với các bố mẹ cũng như là tất cả các con về vấn đề này. Rồi cô sẽ dành một chút ít thời gian để cho tất cả các bố mẹ cũng như là tất cả các con vào trong livestream này nhé. Rồi chào mẹ Nguyễn Hằng và mẹ Hoàn Vũ nhé. Đây cũng là một phần mà cô cũng đã khảo sát rất nhiều, kể cả về phần thực tế cô cũng nhận thấy khi mà bình thường, tất nhiên là cái việc mà chúng ta sử dụng YouTube, đặc biệt là với các bố mẹ, các mẹ giống như cô thì sử dụng YouTube để dỗ các con rất là nhiều, và đôi khi bố mẹ đã từng gặp phải cái việc là khi mà mình để ở nhà để cho ông bà trông bố các con, đúng không ạ? Ông bà trông các con, sau đó thì mình về nhà mình thấy các bạn ấy đang ngồi xem YouTube, đúng không ạ? Các bạn ngồi xem một cách rất chăm chú, thậm chí là xem đờ đẫn luôn. Các bạn ngồi xem và thậm chí khi mà bố mẹ về hỏi chào con nhưng con không hề đáp lại. Bởi vì các bạn đang quá tập trung rồi. Các bạn đang quá tập trung rồi. Và các bạn ngồi một cách đôi khi là các bạn ấy xem nhưng mà bố mẹ có thể thấy là ngồi đờ đẫn, tức là ngồi không, các bạn ấy không vui tươi như là bình thường, chơi các hoạt động bình thường, mà các bạn ngồi xem và cứ dán mắt vào trên màn hình để xem các video trên YouTube thôi. Và đây là một cái vấn đề mà bản thân em khi mà về nhà không phải chỉ một ngày mà rất nhiều ngày, đúng không ạ? Nó đều thấy các bạn nhỏ như vậy. Đây là một vấn đề mà chắc chắn là bố mẹ đều gặp phải, đúng không? Rồi chào mẹ Luyến nhá. Rồi và cái buổi chia sẻ này của chúng ta sẽ chỉ kéo dài trong khoảng những chia sẻ nhanh thôi, khoảng tầm 30 phút, bởi vì cái vấn đề này em cũng muốn nói qua để không phải chỉ là khái quát những cái vấn đề liên quan đến việc xem YouTube quá nhiều, mà cũng muốn đưa cho bố mẹ một số những giải pháp mà em thấy nó là một cái giải pháp mà em tìm ra được rất là tối ưu, để cho chia sẻ với tất cả các anh chị, thì các anh chị có thể biết đâu khi mà mình áp dụng thì mình sẽ giảm thiểu được cái việc là các bé nhà mình, các bạn nhỏ nhà mình xem YouTube quá nhiều, và nó sẽ góp phần cho là các bạn ý trở nên, tức là tránh cái việc mà khi mà các bạn xem quá nhiều và các bạn ấy đờ đẫn giống như là những cái trường hợp mà em gặp phải đó. Rồi và chúng ta sẽ đi tìm hiểu một chút về cái vấn đề là những tác hại của việc là trẻ nhỏ xem YouTube quá nhiều như thế này. Thì vấn đề của chúng ta là các bạn xem YouTube quá nhiều, các cái hoạt động vui chơi giải trí hàng ngày của các bạn ấy chỉ xoay quanh YouTube mà thôi đó. Như là đi làm về thì em thấy thấy mấy nhà em là ngủ đờ đẫn thì xem YouTube ạ. Đấy, khi hay là khi các bạn ăn, các bạn thì cũng dán mắt vào xem YouTube. Đấy. Hay là nói đến chơi thì những ngày là con sẽ
biến thành nhân vật gì đó đúng không, siêu nhân hay là biến thành nhân vật ngồi nhện, là toàn là những cái hình ảnh, những cái nhân vật ở trên cái kênh YouTube mà các bạn xem thôi đúng không, những cái mong muốn hay ước mơ của các bạn thì đều đến từ những cái nội dung của video ấy thôi đó, gần như cuộc sống của con chỉ xoay quanh YouTube đấy, là đặc biệt là với các bạn nào mà xem quá nhiều gọi là nghiện YouTube luôn đấy ạ. Đó, thì chính cái vấn đề này thì nó gây ra một số những tác hại, một số những tác hại. Ví dụ như em ở đây em liệt kê một số cái thôi. Đầu tiên là cái tác hại của nó thì em nói đến một chút, tại YouTube rất có lợi ích rất nhiều, nhưng với các bạn trẻ nhỏ, bởi vì các bạn nhỏ khi mà các bạn xem YouTube, tức là các bạn đang tiếp thu thông tin một cách một chiều, tức là các bạn chỉ xem thôi, xem và xem. Khi mà các bạn xem YouTube như vậy đó, thì các bạn nó sẽ làm hạn chế cái khả năng suy nghĩ chủ động của các bạn, hạn chế cái sự sáng tạo của các bạn ý. Các bạn chỉ xem một cách thụ động như vậy thôi đúng không, các bạn xem một cách thụ động nên các bạn tiếp thu nó giống như việc là bình thường, nghĩa là bố mẹ mẹ em cũng đã đi học rồi, giống như việc là các thầy cô giáo là chỉ có nói kiến thức thôi, học sinh chỉ nghe thôi và tiếp thu một cách một chiều như vậy thôi, thì coi như là việc đấy là nhồi kiến thức vào đầu các con, nhồi kiến thức vào đầu các con, nhưng các con không có sự thực hành, các con không có sự thực hành, và chính cái đấy làm cho các con thụ động hơn. Cái việc mà để cho các bạn ấy tự suy nghĩ ấy, hay là cái việc để cho bạn ấy sáng tạo, nó sẽ thành cái việc rất khó khăn với các bạn nhỏ khi mà các bạn xem YouTube quá nhiều. Bởi vì bình thường trên YouTube các cái video đã có sẵn rồi, hay là thậm chí những cái gợi ý đã có sẵn như vậy rồi. Đó, nhiều những cái phần bài, kể cả phần bài tập với các bạn lớn cũng thế thôi. Nó cũng tương ứng việc như là các bạn đi làm bài tập bình thường, bây giờ thì có giải đúng không ạ? Các bạn sẽ lười nghĩ hơn rất là nhiều và lười tự học hơn rất là nhiều. Thì cái YouTube này nó cũng có một cái phần nguy cơ, một cái phần tác hại là như vậy. Nó chỉ là kênh thông tin một chiều mà thôi, nó sẽ làm cho các bạn thụ động hơn và cái giảm cái khả năng, hạn chế cái khả năng suy nghĩ chủ động và sáng tạo của các bạn. Đó, phần thứ hai là các bạn ý sẽ bị cuốn theo những cái xu hướng không tốt và không phù hợp. Ở đây thì có thể tìm thấy, thực ra là em nhìn thấy ở bé nhà em, anh bé xung quanh các bạn học sinh có rất nhiều những cái phần mà các bạn ấy nói những cái câu từ mà nó không phù hợp với các bạn ấy, thậm chí là không hề tốt một chút nào. Đây cái hình ảnh thì nó sẽ chỉ là một phần để mô tả thôi. Ví dụ như em có thể nói những ví dụ mà chắc chắn là bố mẹ cũng thấy ở bé nhà mình. Lên trên lớp học ạ, em thấy rất nhiều các bạn nói những cái từ rất không tốt, nhưng các bạn không hề hiểu được đó là từ như thế nào. Các bạn không hiểu. Các bạn chỉ nói với cô và tại sao con nói từ này không tốt, thì mình biết cái từ này ở đâu để mà mình nói. Nếu như em hỏi như vậy thì 10 bạn bạn cả 10 bạn đều nói có một nguyên do trong đó là gì? Là con xem ở trên YouTube như vậy, con xem các anh ở trên YouTube nói như vậy đúng không? Tất nhiên là các bạn nhỏ thì các bạn sẽ gọi là YouTube đúng không, rất nhiều bạn nói là YouTube, con xem trên YouTube như vậy, con xem các anh nói như vậy. Và từ đó một bạn xem trong lớp thì sẽ nói và nhiều bạn phổ biến cho nhiều bạn xem hơn đó, từ đó là những cái xu hướng không hề tốt và không hề phù hợp với các bạn ấy. Đấy là cái tác hại thứ hai bố mẹ có thể gặp rất nhiều, nhưng bố mẹ không hề nghĩ đến là như vậy các bạn đang tiếp thu quá nhiều những cái thông tin mà bản thân các bạn thì không nhận biết được đó là tốt không tốt đâu ạ, không hề biết được cái nghĩa của cái từ mà mình nói, không hề biết cái hành động mà mình làm, hành động mà mình bắt chước các bạn sẽ cho là vui, rất vui, nhưng mà như thế lâu dần nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần tính cách, ảnh hưởng đến cái phần tâm lý của các bạn ấy. Đó, kể cả việc phát triển cái tâm sinh lý của các bạn ấy ảnh hưởng rất là nhiều và nó không phù hợp ạ. Đấy chính là cái tác hại thứ hai.
Cái tác hại thứ ba là khi mà các bạn xem YouTube, bố mẹ cũng có thể thấy. Ở lớp có thể các thầy cô có cho xem, và các cô giáo ở trên mầm non có cho xem này, đúng không ạ? Giờ ăn, giờ ngủ, giờ nghỉ của các bạn thì xong rồi. Thế về đến nhà, các bạn không hề có những cái thời gian dành cho các hoạt động tích cực khác. Nếu như bạn nào xem quá nhiều YouTube, hoặc là như là bố mẹ dành quá nhiều thời gian cho con đi xem YouTube ấy, thì các bạn ấy chỉ ngồi đấy và xem thôi. Các bạn không còn có các hoạt động tích cực nữa. Và từ đó thì các bạn sẽ dẫn đến những cái triệu chứng như là chứng mắc nghiện YouTube thôi. Ăn các bạn thì cũng sẽ cần phải là con phải xem YouTube đúng không? Không thì không chịu ăn. Đấy, ngủ có khi cũng phải mở lên thì mới mới chịu đi ngủ. Đó. Đấy là những cái tác hại mình có thể nhìn thấy được. Và tất nhiên khi mà trẻ ngồi quá lâu thì còn dẫn đến những cái tác hại khác. Những cái tác hại khác, ví dụ như là sẽ ảnh hưởng đến mắt của trẻ ạ. Đúng không? Ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Ảnh hưởng đến sức khỏe của con khi mà các bạn không được hoạt động, có những cái hoạt động tích cực. Ví dụ điển hình như là những hoạt động vui chơi, hoạt động liên quan đến thể chất. Đấy, hoạt động giúp đỡ bố mẹ trong gia đình thôi, nó cũng là hoạt động để giúp các bạn như làm sao phát triển thể chất, phát triển chiều cao. Nhưng khi các bạn ngồi quá lâu để chỉ xem YouTube thôi thì cái đấy ảnh hưởng mắt, ảnh hưởng đến phần sự phát triển bình thường của các bạn ấy. Đó là điều mà lâu dài nó sẽ dẫn dẫn đến cái việc như vậy. Đó, tác hại rất là nhiều. Rồi vậy thì cái tác hại như vậy có thể rất nhiều bố mẹ biết, bố mẹ tìm hiểu và bố mẹ biết rồi. Vậy thì một số những cái giải pháp mà để giúp cho các bạn nhỏ nhà mình ý, tránh được cái việc là xem YouTube quá nhiều dẫn đến nghiện YouTube, thì em sẽ kể ra ở đây có bốn cái giải pháp mà em đúc rút từ những kinh nghiệm mà khi em dạy các bạn nhỏ, hướng dẫn các bạn bé, cũng như là để em có tìm hiểu được một số những cái giải pháp như thế này. Đây, ở đây là em có rút ra một số những cái, đây ba cái tác hại, ba cái tác hại mà khi mà các bạn nhỏ xem YouTube quá nhiều, bạn dần 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 đến nghiện YouTube, thì có ba cái tác hại chủ yếu là như thế này. Đấy, ba cái tác hại chính là như thế này. Thì bố mẹ có thể xem và để xem lại, để xem có đúng bé nhà mình như vậy không ạ? Rồi đây là ba cái tác hại. Rồi và bây giờ thì em sẽ cho mọi người xem những cái giải pháp mà em đã đúc rút ra được. Ở đây có bốn giải pháp. Giải pháp đầu tiên, việc YouTube mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng mình phải biết cách sử dụng hợp lý, biết cách sử dụng nội dung hợp lý, đặc biệt là với các bạn mầm non, với các bạn học sinh bé. Thì cái việc mà để tạo cái nội dung phù hợp cho các bạn ý, hiện tại giờ bố mẹ không việc gì phải tìm, không việc gì phải chặn, đã có YouTube Kids làm cho bố mẹ rồi. Có ai biết YouTube Kids không ạ? Đó, thì bố mẹ có thể lên trên cái ứng dụng, cửa hàng ứng dụng của mình ý, để mình tìm kiếm phần YouTube Kids, YouTube dành riêng cho trẻ em. Thì ở đó khi mà bố mẹ cài đặt, còn có cả phần bố mẹ còn có thể cài đặt phần độ tuổi cho các bạn bạn nhỏ nhỏ như mình nữa. Thì với từng độ tuổi như thế thì YouTube Kids tự động lọc ra những cái nội dung phù hợp với các bạn. Và thứ hai là cái ngoài việc lọc nội dung nhá, ngoài việc lọc nội dung ra thì cái YouTube Kids này, tất cả các video của YouTube Kids đều đảm bảo chất lượng cực kỳ sắc nét, để làm sao để nó giảm thiểu cái việc ảnh hưởng đến mắt của các bạn nhỏ. Tức là các video này hoàn là rất là chất lượng, đều có những phần chất lượng cao, và nó sẽ làm giảm thiểu cái việc các bạn xem video mờ dẫn đến nguy hại đến mắt và nguy hại đến cái tầm nhìn của các bạn ý. Đó. Ngoài ra thì bố mẹ hoàn toàn có thể kiểm soát cái việc mà các con xem như thế nào, các con xem bao nhiêu thời gian.
bố mẹ có thể cài đặt ở trên cái phần YouTube Kids này. Đó, cụ thể như thế nào thì bố mẹ hoàn toàn có thể lên trên Google tìm kiếm thì cái phần YouTube Kids, cách sử dụng YouTube Kids nào rất nhiều ạ. Nhưng mà không phải bố mẹ nào cũng biết về YouTube Kids đâu. Đó, bình thường thì chúng ta hay cài YouTube YouTube thông thường thì chúng ta xem thôi ạ. Nhưng mà với bố mẹ cũng thấy được là đôi khi với những cái thiết bị mà để cho các bạn nhỏ mình sử dụng ý, đúng không? Chuyên để dành cho các bạn nhỏ sử dụng, hoặc là bố mẹ cũng có thể giới hạn đi một chút, đúng không? Mình muốn tốt hơn cho bé nhà mình thì mình cài YouTube Kids và hướng dẫn các bạn chỉ sử dụng YouTube Kids thôi. Sau đó là mình cài đặt tất cả những cái phần mà nó tốt cho các bạn về nội dung này, về thời gian này và cả phần chất lượng thì luôn luôn đảm bảo. Rồi cái phần giải pháp thứ hai đó, tất nhiên YouTube Kids cũng cũng là một cái phần giúp cho bố mẹ có thể coi như là thêm được cái phần giải pháp thứ hai này, nó có thể cài đặt được. Và bố mẹ luôn luôn phải có một cái kế hoạch, một cái khung thời gian và thời lượng xem hợp lý cho con. Cái này bố mẹ phải trao đổi trực tiếp với con và trao đổi một cách rất rõ ràng, kể cả với những bạn bé. Các bạn thì không hiểu nhưng mà các bạn sẽ luôn luôn biết cái thời gian, kể cả với những bạn bé nhá. Với những bạn mà bố mẹ nghĩ là con không biết đâu, con không biết 1 giờ là như thế nào đâu ạ, con không biết 1 tiếng là như thế nào đâu, nhưng mà bố mẹ sẽ cho con xem vào một khung thời gian cố định. Các bạn thì dần dần đồng hồ sinh học của các bạn biết và các bạn mình bảo là đến tầm thời gian này là các bạn không được xem nữa và bố mẹ phải làm quyết liệt cái vấn đề này cho em đó. Và sau khi thời gian, cái phần kế hoạch thời gian, khung thời gian cũng như thời lượng xem bố mẹ đã đặt xong rồi, vậy thì cái những cái thời gian còn lại, đúng không? Thời gian còn lại của con thì sao? Tất nhiên với những bạn đã đi học lớp rồi thì thời gian khi các bạn từ lớp về nhà vào buổi tối không có quá nhiều. Vậy nên là bố mẹ nên là tăng cường thời gian chơi với con. Bởi vì có rất nhiều những nghiên cứu khoa học là cái việc mà bố mẹ chơi với con nhiều hơn nó sẽ thúc đẩy, không chỉ thúc đẩy cái việc và cái tình cảm giữa bố mẹ đâu ạ, nó còn thúc đẩy cả việc cái khả năng tư duy cũng như là những cái phần suy nghĩ của bé. Với những bạn mà được chơi với bố mẹ nhiều và được nói chuyện với bố mẹ nhiều thì cái khả năng tư duy của các bạn sẽ nổi trội hơn, đấy là điều thứ nhất. Thứ hai là cái việc mà cái suy nghĩ của các bạn ấy đó, nó cũng sẽ tích cực hơn, bởi vì khi mà nói chuyện với bố mẹ đúng không ạ, chúng ta thường nói những cái chuyện liên quan đến việc giáo dục cho các bạn này đó, kể những câu chuyện mà các bạn ấy sẽ cảm thấy rất là vui. Bố mẹ đừng nghĩ là các con xem YouTube thì vui, còn đọc truyện hay nói chuyện với mẹ không vui, không phải như thế. Bởi vì không phải chỉ là con mà đến những bạn học sinh của em, khi mà em nói chuyện, kể những câu chuyện rất đơn giản cho các bạn ấy thôi, các bạn ấy cũng cực kỳ thích thú, cực kỳ thích thú đó. Và có rất nhiều bạn mong muốn là gì, mà ở nhà con cũng muốn bố mẹ con đọc cho con chuyện như thế này đó, đấy cũng là mong muốn mà các bạn ấy tự nói ra thôi ạ. Nên là bố mẹ nên tăng cường thời gian chơi với con nhiều hơn, không cần quá nhiều đâu ạ. Và cái giải pháp thứ tư, cái việc tăng cường thời gian chơi với con như thế này ấy, thì em cũng có thể điểm qua một số, nói thì nói chung chung quá là bố mẹ không hiểu. Ví dụ như là có thể phân ra làm các cái hoạt động nhé mà bố mẹ có thể chơi với con hay là cho các con chơi. Ví dụ như là chúng ta có thể tăng cường những cái thời gian chơi ở trong nhà, indoor ấy, thời gian ở trong nhà. Ví dụ như là có rất nhiều trò chơi ở các cái quán nước ấy, trò chơi rút gỗ này, hay là trò chơi, những trò chơi lắp ghép mô hình này, chơi đất nặn, đúng không ạ? Những cái đấy nó rất là vui. Hay là nếu như mà mình không có thời gian để mình còn làm quá nhiều việc, đặc biệt với các mẹ còn làm quá nhiều công việc nhà khi mà phải về về đến nhà, thì tại sao kể cả với những bạn bé không khuyến khích các con vào cùng dọn dẹp nhà cửa, cùng làm công việc nhà với mình? Rất là vui, bởi vì cái phương pháp, ví dụ như là ở trên trường ấy, các thầy cô giáo ở mầm non ấy, các cô giáo ở mầm non hay dạy các bé với, có một cái phương pháp mình thấy rất hay là Montessori, đúng không? Nó cụ cái việc cái phương pháp này ấy, theo như em hiểu và em thấy được, nó cũng bố mẹ hoàn toàn có thể áp dụng là gì, cho các con làm những công việc đơn giản, ví dụ như là vặt rau này, các con ngồi vặt rau cùng với mình, các con không làm được nhiều đâu,
các con ngồi rửa rau cùng với mình. Mặc dù nước thật đấy bẩn hơn một chút đấy, nhưng mà nó sẽ làm cho các bạn xa rời bớt YouTube đi, làm cho các bạn tăng thêm cái vốn kiến thức sống của các bạn. Rất nhiều bạn đến lúc 10 tuổi không biết rau muống là rau gì, đúng không? Không biết rau mùng tơi là rau gì. Đó. Nhưng mà khi mà các bạn ý được dọn dẹp, được làm việc với bố mẹ, thì đấy cũng là một cái cách mà bố mẹ có thể giáo dục con, hướng dẫn con về những cái kiến thức đời sống hàng ngày. Đấy là những cái phần hoạt động ở trong nhà nhé, có thể chơi này, đó, hay là chơi những cái đồ chơi liên quan đến ô tô này, liên quan đến máy xúc này, thì bố mẹ cũng có thể khéo léo lồng ghép vào đấy là các con lái máy xúc thì các bác công nhân lái máy xúc rất là vất vả này, đấy, thì để cho con biết được cái cuộc sống ở bên ngoài nó như thế nào, không phải chỉ là con đi xem YouTube nữa, đúng không ạ? Mà con được làm luôn, chứ không phải là con chỉ xem mà con làm luôn, và cho con biết được là dọn dẹp nhà cửa nó không hề khó. Hỗ trợ bố mẹ lại càng không hề khó, và những cái kiến thức đời sống hàng ngày nữa. Hay là nếu như mà bố mẹ chơi ở nhà thì gò bó quá rồi, có thể cho con ra ngoài chơi chơi. Ví dụ như là cho con chơi dã ngoại, rất nhiều các cái phần chung cư ấy thì có những cái phần sân chơi ở phía dưới, đúng không? Bố mẹ hoàn toàn có thể cho các bé xuống dưới, không mất quá nhiều thời gian, buổi tối khoảng 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Thay vì việc là cho các con ngồi xem YouTube thì cho các con xuống dưới sân chơi, xuống dưới những cái khu vực mà có thể chơi được, chạy ngoài hành lang, đúng không ạ? Chơi những cái trò chơi mà bố mẹ thấy ngày xưa mình hay chơi ấy. Trò chơi nhảy dây này, trò chơi nhảy ô này, đúng không ạ? Các cái ô mà ở trên cái nền nhà này của mình cũng có thể cho các bạn nhảy, đúng không? Chứ không bắt buộc là phải có, nếu như không có khu vui chơi, không có sân chơi thì chúng ta cũng có thể chơi ở những cái khu vực hành lang như vậy. Hay là nếu như bố mẹ nào thực sự có thời gian hơn một chút, đặc biệt là những ngày cuối tuần, ngày cuối tuần thì thay vì việc là làm thêm các món ăn ngon cho con thì có thể cho các bạn đi trải nghiệm thực tế, trải nghiệm những cái hoạt động khác. Ví dụ như là có các bạn học sinh của em ý, đúng không ạ, về nhà là bảo với mẹ bạn ấy là gì, ở lớp mầm non cô dạy con là hay là sờ cái con gì ở cái trường học đầu tiên, bạn ấy không biết đâu. Thế thì đấy chính là cái trường đấy chính là cái khu vực Quốc Tử Giám, đúng không? Cái phần văn miếu Quốc Tử Giám, và sờ đầu rùa không nên làm như vậy, đấy là cô giáo dặn. Nhưng mà các bố mẹ hoàn toàn có thể cho con ra hẳn văn miếu Quốc Tử Giám đấy, để cho con xem là con vật đấy là con vật gì, là chú rùa, và tại sao, giải thích cho con tại sao lại không nên sờ như vậy. Đấy, đấy chính là những cái hoạt động cho các bạn đi trải nghiệm thực tế và cũng giáo dục các bạn luôn. Hay là nếu như mà bố mẹ ở những khu vực nào mà có làng nghề làm nón chẳng hạn, thì có thể cho các con đi ra xem các cô, các bà, các bác ở trong nhà, trong họ mình làm nón như thế nào, cho các bạn xem. Đó. Hay là đi chợ, đi siêu thị, đấy cũng là những cái hoạt động mà để cho các bạn tăng thêm những hoạt động, thời gian mà bố mẹ gắn bó với con, và giảm bớt cái phần thời gian xem YouTube đi. Đó chính là cái giải pháp thứ 3, một giải pháp rất là có ích. Và cái giải pháp thứ 4 nữa, tất nhiên bây giờ là thời công nghệ 4.0 ạ, đúng không ạ? Thời đại của công nghệ, và cái việc mà để cho các bạn ý sử dụng điện thoại, sử dụng máy tính bảng, sử dụng máy tính là một điều mà các bố mẹ không nên cấm và không phải cấm ạ. Nhưng mà nên cho con sử dụng thế nào hợp lý. Giống như việc xem YouTube thì có YouTube Kids này, giới hạn cái khung thời lượng xem YouTube cho các bạn ý, bởi vì nó chỉ là cái phần kênh thông tin một chiều thôi. Ngoài ra thì nếu như không có thời gian để cho các bạn ấy hoạt động, và các bạn không muốn hoạt động chẳng hạn, thì hoàn toàn có thể cho các bạn học những ứng dụng học tập. Nhưng những cái ứng dụng học tập này bố mẹ phải đảm bảo cho em là gì? Thứ nhất, nó phải phát triển tư duy, và thứ hai, nó phải có sự tương tác trực quan, được chưa ạ? Đó, phát triển tư duy để cho các bạn vừa học vừa chơi, và thứ hai là nó phải có sự tương tác, nó phải là kênh thông tin hai chiều. Khi các bạn để tiếp nhận một lượng thông tin thì các bạn phải được thực hành với cái lượng thông tin đó, đấy chính là sự tương tác trực quan. Đó chính là những cái sự tương tác trực quan như vậy. Đó thì bốn cái điều này là bốn cái điều mà những cái giải pháp mà em đúc rút ra được. Cái phần YouTube Kids bố mẹ hoàn toàn có thể tìm hiểu được ở trên Google nhé.
phần thời giới hạn thời lượng này, một là cài đặt trên YouTube, hai là bố mẹ có thể nói chuyện với con, ấn định với con, cái phần này thì bố mẹ hoàn toàn có thể làm được. Hay là tăng cường thời gian chơi với các bạn ý, những cái hoạt động mà em có giới thiệu với bố mẹ như này, cho các bạn chơi này, dọn này, học cách dọn dẹp nhà cửa này, nấu ăn cùng với mình này, hay là chơi những cái đồ chơi này, chơi cùng anh chị, và cho các bạn ấy tham gia những cái phần trải nghiệm thực tế. Rồi còn cái phần thứ tư ấy thì nó hơi mông lung một chút, là sử dụng những cái ứng dụng học tập mà phải đảm bảo được hai tiêu chí là phát triển tư duy và tương tác trực quan, nó phải có sự tương tác. Thì cái phần này hơi mông lung đúng không ạ? Chắc là bố mẹ sẽ nghĩ là thế tìm cái phần mềm ấy như thế nào, thì em ở đây em giới thiệu cho mọi người về một cái phần mềm giúp các bạn học, đó là phần mềm STEM Junior. Thì bố mẹ hoàn toàn có thể gõ cái cụm từ STEM Junior này vào trong cái cửa hàng ứng dụng để mọi người xem nhá, để mọi người tải cái ứng dụng này về ở trên cửa hàng ứng dụng của mọi người thôi, STEM Junior. Và cái phần STEM Junior này thì trông nó như thế nào và các bạn học như nào thì em sẽ chỉ giới thiệu qua với mọi người. Ví dụ như đây em có chụp lại một cái phần bài mà em với bé nhà em đã làm đó. Thì với những cái khối lệnh này của các bạn ý, các bạn sẽ được học những kiến thức ở đây là học những kiến thức liên quan đến môn lập trình để giúp các bạn đến rèn luyện tư duy. Cái mục đích quan trọng nhất là rèn luyện tư duy ạ, cái này nó rèn luyện tư duy. Và thứ hai là không phải chỉ là xem như thế này đâu, mà các bạn ý tự các bạn ý kéo thả các cái khối như thế này. Đấy, làm sao ở đây là phần điều kiện để các bạn ấy có thể xem. Đấy, làm sao để mà có thể ăn được, ví dụ như là đến cái cây để mình phun thuốc sâu này, hay là đến cái quả để mình hái táo này. Đấy, còn trong cái phần đám mây hỏi chấm này thì nếu ra cái phần sâu thì mình sẽ phun thuốc sâu, mà nếu ra phần táo thì mình sẽ hái táo. Cái này rất là vui với các bạn, mà các bạn vừa rèn luyện tư duy, và đặc biệt cái mà em rất thích đó là các bạn tương tác được luôn, các bạn đi chơi luôn và các bạn có phần thưởng. Đó, phần thưởng. Rồi bây giờ em sẽ cho mọi người xem một chút về cái phần này để mọi người thấy. Đây, ví dụ như là có một cái bài em mở sẵn. Đây là một cái chủ đề ở cái STEM Junior ấy, có một đặc điểm là như thế này. Tải thì nhá, bố mẹ nhớ, ví dụ như là ở đây em thấy có mẹ mẹ Đại ạ, mẹ Nguyễn Thị Đại đúng không ạ? Mẹ biết tải rồi mà chưa biết cách sử dụng. Ở đây nhá, em sẽ hướng dẫn, ví dụ như là chưa biết cách sử dụng đúng không? Mọi người mở trên cái app của mình ấy, mở trên cái ứng dụng mình tải về thì rất là nhanh thôi, giống như là mình tải các cái ứng dụng bình thường thôi. Phần này em giới thiệu qua bởi vì ở nhà em làm như thế nào thì em hướng dẫn cho mọi người này. Ví dụ như ở đây, đây chính là cái giao diện mà khi bố mẹ mở vào như thế này. Đó, thì ví dụ em vào trong phần, vừa nãy em vào phần vòng lặp. Đó, em và bé đang chơi đến phần vòng lặp này. Đó, thì em sẽ vào cái chủ đề đang chơi là chủ đề đánh răng. Nha sĩ, đây thử với bài số 4 nhá. Thì khi bấm vào cái phần bài này, bấm vào những phần bài này, phần này là em mở khóa rồi, thì bấm vào những phần bài này, nếu như bố mẹ không biết cách làm như nào ấy thì bố mẹ có thể nhấn vào cái phần bóng đèn này. Đây chính là phần hướng dẫn. Đấy, đây chính là phần hướng dẫn. Thì đây, cái video này sẽ hướng dẫn cách làm nào để ghép các khối lệnh, bàn tay ghép như nào. Sử dụng ở đây là sử dụng cái khối lệnh, có khối lệnh này là khối lệnh để lặp, để thực hiện các cái khối lệnh được nhiều lần hơn. Đó, như thế này. Rồi đây là cái phần dẫn. Ví dụ như ở trong bài này nhé, em sẽ làm thử cho mọi người xem. Ví dụ là em đang làm ở trên máy tính. Ở đây thì có thể sử dụng máy tính này, máy tính bảng hoặc là điện thoại đều được. Thì sẽ đưa nhân vật, đây là cái bàn chải đi sang phía. Ở đây sẽ có hai hướng đi, một là đi xuống dưới, sau đó là đi sang bên trái, hoặc là đi sang trái, sau đó là đi xuống. Đấy, đều có hai cách. Và việc các bạn được làm theo hai cách này thì mình có thể hướng dẫn cho các bạn ý tìm cách nào để tối ưu nhất. Ở đây thì hai cách như nhau. Với những bài khác ấy, thì nó sẽ có những cách tối ưu nhất và sử dụng làm sao để hướng dẫn các bạn ý. Các bạn ý tự tư duy là sử dụng càng ít khối lệnh càng tốt. Đấy là những cái mà mình có thể khuyến khích các con. Khuyến khích các con là à, chỗ này con làm hơi nhiều khối lệnh, có cái cách khác hay hơn ấy. Sử dụng ít khối hơn mà nó sẽ nhanh hơn, con nó ăn được chiến lợi phẩm nhiều hơn. Đó, thì bố mẹ hoàn toàn có thể khuyến khích con. Đây chính là cái phần mà giúp các bạn tư duy.
Và tất nhiên thì khi mà các bạn kéo các cái khối lệnh này, đây chính là phần tương tác này. Đấy, để có thể giới thiệu những cái ứng dụng mà bố mẹ có thể tìm hiểu nhé. Tìm hiểu để nó cũng phần là phần tương tác kiểu như thế này. Đó, mũi tên, ví dụ mũi tên bên trái chúng ta có hai cái răng đúng không? Các bạn sẽ đếm. Đấy, vậy là cần hai khối lệnh mũi tên bên trái. Sau đó là một mũi tên đi xuống. Và tất nhiên sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng khối lệnh đánh răng. Đấy, đây là cách số 1. Bạn nào mà đang làm cái phần trước đó, cái phần đó có tên là phần tuần tự ấy, thì bạn sẽ làm như thế này. Đó, và sau khi đây. Ở đây em tắt âm mất rồi, nó có cái nhạc rất là hay luôn. Để em mở lại nhạc cho mọi người nghe nhé. Đấy. Rồi, bài vừa rồi đúng không? Bài số 4 này. Đây, ví dụ vẫn là bài này nhá, vừa nãy là chúng ta đã xong rồi, chúng ta đã làm xong rồi và chúng ta thấy có xuất hiện một cái phần thẻ, một cái thẻ có chữ tiếng Anh và chữ tiếng Việt. Cái thẻ đó còn có cái phần phát âm để cho các bạn dành tiếng Anh nữa. Tiếp theo là có cái cách số 2 mà ở đây là chủ đề vòng lặp, nên là mình có thể sử dụng cái vòng này, đây cái phần của lệnh lặp này. Ví dụ như là vừa rồi chúng ta cần đến hai khối lệnh mũi tên đi sang trái, thì bây giờ có thể cho các bạn ấy lặp lại hai lần. Tất nhiên cái con số ở trong số 2 này mình có thể thay đổi nhá. Bấm vào đây là nó thay đổi đến 8 lần là hết. Đó. Sau đó thì sẽ phải cần mũi tên đi xuống và phần khối lệnh đánh răng. Đấy. Như thế này. Đó, đây là cách số 2 để các bạn sử dụng vòng lặp. Thì khi mà các bạn làm xong cách số 1 rồi, bố mẹ hoàn toàn có thể cho các bạn quay lại để làm cách số 2. Đấy, ví dụ như là đó, braces, đúng không ạ? Để có thể nghe được các cái từ tiếng Anh như thế này nữa. Đó, đây cũng là một cái ứng dụng. Và tiếp theo các bạn còn có rất nhiều các phần bài, những là phần sâu răng tiếp theo này. Đó, rất nhiều những phần bài, những mỗi chủ đề là có tận 20 bài cơ. 20 bài từng chủ đề và có rất nhiều các chủ đề ở đây, nó cập nhật những cái chủ đề rất là hay. Có thể đôi có những cái chủ đề mà các bạn không hề thích đâu. Bánh kẹo thì tất nhiên là các bạn ấy rất thích rồi ạ. Được ăn bánh kẹo. Những chủ đề như là môi trường thì các bạn không thích đâu, nhưng mà em thấy nó cập nhật theo cái phần đời sống của các bạn, để như là với cây thì chúng ta cần phải tưới nước này, hay là có những phần như là rác thải thì cần phải nhặt, nó liên quan đến cái việc đời sống và để có thể giáo dục cho các bạn về đời sống luôn. Có rác thì phải nhặt rác, bỏ vào thùng rác đó. Rồi, hay là nha sĩ thì hướng dẫn các bạn đi, khi mà đấy nhà em chơi cái này thì các bạn tự giác đánh răng hơn, bởi vì nó có thể dọn dẹp được, khi mà các bạn chơi là dọn dẹp những con vi khuẩn trông rất là kinh khủng ở trên cái răng của nhân vật này, thì các bạn sẽ biết là khi đánh răng thì là làm cái răng của người ta sạch hơn để tiêu diệt những con vi khuẩn. Hay là phần chủ đề giao thông, bạn không một bạn nhỏ nào nó là bạn ấy không thích ô tô ạ, đúng không? Và các bạn ấy ngoài việc là biết ô tô thì các bạn còn biết được là xe này làm những công việc gì. Ví dụ ở đây là xe lu thì nó sẽ đi lăn để làm phẳng bề mặt đất này. Đấy, hay là như là xe xúc thì là sẽ là xúc đất này. Đó, các bạn ấy học thêm về những kiến thức ở trong này. Đây là một cái ứng dụng mà em giới thiệu cho mọi người, cũng là một cái ứng dụng để vừa rèn luyện tư duy mà vừa là tương tác, có sự tương tác trực quan cho các bạn ấy. Đó, thì với cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì em đã chia sẻ cho mọi người về những cái phần liên quan đến việc tác hại của việc làm sao để các bạn nhỏ bạn xem YouTube quá nhiều, và cũng như là một số những cái giải pháp em đưa ra cho mọi người. Còn cái phần ứng dụng này là một trong số những cái phần mà em giới thiệu mọi người liên quan đến cái giải pháp thứ tư. Giải pháp thứ tư của chúng ta đó là giải pháp sử dụng những cái ứng dụng, sử dụng những cái ứng dụng học tập và đảm bảo hai tiêu chí là phát triển tư duy và tương tác trực quan. Rồi em sẽ cho mọi người xem lại về những cái giải pháp liên quan đến việc là hướng dẫn các bé sử dụng YouTube thế nào để cho nó hợp lý và giảm thiểu cái việc cái chứng nghiện game, nghiện YouTube của các bạn bé nhá. Với các bạn học sinh, không phải chỉ các bạn bé đâu, kể cả các bạn lớn,
Thậm chí là có bạn học sinh của em là 10 tuổi. 10 tuổi nhưng mà các bạn ấy đến nay bố mẹ vẫn chỉ cho sử dụng YouTube Kids mà thôi. Đó, bởi vì với 10 tuổi của các bạn rất nhiều những cái nội dung mà bạn có thể xem rất vui và không bạn nào ý kiến gì việc là sao con chỉ sử dụng YouTube Kids mà con không được sử dụng YouTube giống bố mẹ. Không hề, vì YouTube Kids các bạn có rất nhiều nội dung mà các bạn ấy thích ạ. Hay là kế hoạch, đúng không ạ? Cái việc đảm bảo kế hoạch và không thời gian bố mẹ có thể nghĩ nó khó, nhưng khi các bố bố mẹ thử làm đi, làm dần dần được khoảng độ 1 tuần thôi là các bạn ấy tự khắc vào nề nếp luôn ạ. Hay là việc tăng cường chơi thời gian chơi với các bạn đi, cái này thì em nghĩ không hề khó với tất cả bố mẹ của chúng ta, đúng không nào? Đó, có những cái hoạt động ở ngoài ở trong nhà này, hoạt động liên quan đến việc giúp đỡ bố mẹ luôn, vào cả hoạt động ngoài trời nữa, cho các bạn đi chơi vào những ngày cuối tuần. Rồi hay là thậm chí là sang nhà ông bà ngoại chơi, hay là sang những nhà hàng xóm chơi để chơi với các bạn khác ở trong cùng cái khu vực sống của chúng ta. Đấy cũng là những cái hoạt động để các bạn xa rời với những cái thiết bị và xa rời với cái việc mà các bạn xem YouTube. Đó, và cái giải pháp thứ tư cũng là cái ứng dụng mà em vừa hướng dẫn cho, ứng dụng STEM Junior ấy, em vừa hướng dẫn cho mọi người, em vừa giới thiệu cho mọi người là cho các bạn học với những ứng dụng đảm bảo đủ 2 tiêu chí là phát triển tư duy và tương tác trực quan. Đó. Rồi và cái phần bài học này thì nghĩ là chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Với những cái buổi học sau, với những cái buổi sau thì em sẽ chia sẻ với mọi người thêm hay là nói thêm nhiều hơn nữa về cái ứng dụng STEM Junior này để cho mọi người biết hơn nhé. Bởi vì giống như là vừa rồi em có thấy chị Nguyễn Thị Đại đúng không ạ? Chị có tự hỏi thêm giống như là nếu mà mọi người không biết làm như thế nào thì mọi người có thể vào trong cái mục hướng dẫn này nhé, cái phần bóng đèn này để mọi người xem các video hướng dẫn đó trong từng phần bài học để có thì mọi người có thể xem ở trong đó. Thì thêm còn cụ thể thì những cái phần chi tiết như thế nào, hướng dẫn các bạn cách học với cái ứng dụng như này ra sao thì em sẽ chia sẻ với mọi người trong những buổi học tiếp theo. Rồi và buổi học ngày hôm nay của chúng ta chắc là sẽ đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt tất cả các bố mẹ cũng như là tất cả các bạn nếu như có bạn học sinh nào mà đang theo dõi nhé. Rồi chào tất cả các mẹ, có mẹ Bùi Hằng đúng không ạ? Rồi giờ mẹ mới vào thì mẹ có thể xem lại cho em cái phần video này. Đây là những cái phần chia sẻ của em với những cái phần kinh nghiệm mà em đúc rút ra được từ cái việc mà em dạy các bạn cũng như là hướng dẫn các bé nhà mình em thôi nhé.